khám phá ẩm thực, là tour du lịch hấp dẫn khắp mọi miền đất nước. Tour ẩm thực sẽ bắt đầu bằng chuyến đi chợ với câu chuyện về các loại rau vườn nhiệt đới nhiều hương vị. Du khách chắc hẳn sẽ thấy thích thú với thói quen của người Việt, đó là đi chợ mua đồ tươi hàng ngày. Tour du lịch do trung tâm Hà Nội Cooking Class tổ chức. Sau khi thăm chợ, du khách có thể chọn học nấu ăn hay tiếp tục đi tiếp tìm hiểu ẩm thực vỉa hè phố cổ. Rời chợ Châu Long muôn sắc màu rau xanh, điểm tiếp theo là hàng bánh cuốn trên phố Hàng Gà. Đây là hàng bánh cuốn gia truyền nhiều đời của một gia đình sống ở phố cổ Hà Nội. Những thao tác tráng bánh đối với du khách thật thú vị và không phải là khó. Họ quan sát cách làm và thử học làm theo. Bánh cuốn là một trong những món quà ngon ở ngay vỉa hè của Hà Nội và cũng đã được đưa vào thực đơn nhà hàng khách sạn sang trọng phục vụ cho du khách. Nhưng lý thú vẫn là ăn bánh cuốn ở khu vực phố cổ. Người ta ăn bánh cuốn vào bữa sáng hay vào lúc quá trưa sang chiều như một thứ lót dạ. Nhưng ăn thay cơm cũng vẫn vừa no và ngon. Bánh ngon phải tinh tế ở độ mướt mịn của bột gạo tẻ, ở cách pha nước mắm ngon, đặc biệt là phải có vị cà cuống. Không ai còn nhớ người ta tìm ra cà cuống để thêm vị ngon cho bánh cuốn từ lúc nào, nhưng có lẽ phải từ hàng trăm năm trước. Ngay tên con phố đã gợi nên vị ngọt, phố hàng đường với đặc sản bánh mứt Hà Nội và nhất là thứ ô mai mà bất cứ đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên ở đây cũng nhớ và thèm. Ô mai được làm từ những loại quả có vị chua và đắng từ mùa hè, có cả chục loại ô mai khác nhau. Từ một thứ quả đã được phơi tái hoặc phơi khô, ngào trộn với đường và thêm vị gừng thơm cay. Du khách có người thích, người không, nhưng vẫn thấy lạ và hấp dẫn. Hà Nội không khuyến khích hàng rong, nhưng quả thật, hàng rong trên những con phố nhỏ lại tạo ấn tượng với du khách, nhất là những gánh cốm vào mùa thu gợi bao nét nhân văn của đời sống. Những quán hàng trong nhiều ngõ phố đã trở thành địa chỉ ẩm thực cho khách gần xa. Người Hà Nội thì cứ xa là nhớ về những ngõ phố với những món ngon theo mùa, biết bao hàng quán với công thức nấu ăn là bí kíp gia truyền. Bánh xèo là món ngon từ miền Trung, miền Nam, nhưng gia nhập thủ đô từ sau ngày giải phóng miền Nam, nay trở thành món ngon khoái khẩu của người Hà Nội, nhất là vào mùa đông se lạnh và du khách cũng sẵn sàng nếm thử. Người Hà Nội cũng ngạc nhiên khi thấy hàng đoàn du khách nước ngoài từ Nhật tới châu Mỹ vào ăn bún ốc say sưa. Món này thật là ngon với ta, nhưng với người nước ngoài thì cũng phải là ai đó rất thích tìm hiểu ẩm thực khác lạ. Bún ốc Hà Nội vốn nổi tiếng xưa nay, để du khách Việt sành ăn mỗi khi tới Hà Nội là tìm đến. Hy vọng các du khách nước ngoài cũng nhận ra vị ngon của bún ốc. Món ăn ngọt vốn có hàng chục loại từ xưa, nhất là sau này thêm một số chè Huế, chè Nam được nấu từ các loại đỗ, lạc, nhập vào danh sách chè ngọt của đất Hà Thành. Du khách sẽ được giới thiệu về chè hạt sen, chè long nhãn, những đặc sản đặc biệt có lẽ đã thành món ngon từ thủa Thăng Long đến Hà Nội hôm nay.
hạt sen và long nhãn trong vị thanh tao hương bưởi, bột sắn dây thì quả thật không ai có thể làm khéo bằng phụ nữ Hà Nội. Tour du lịch qua những hàng quán vỉa hè với món ngon nhớ lâu của 36 phố phường Hà Nội cho du khách nhiều ấn tượng, bởi sau những dư vị còn là câu chuyện phố phường và những mùa hoa đi qua để hương thơm ở lại. Hà Nội còn có những góc nhỏ yên bình, cà phê quán bên đường cho người ta nỗi nhớ thiết tha mỗi khi xa thành phố này. Một chỗ ngồi lắng lại sau những tấp nập phố xá là nơi lùi lại một khoảng để được sống chậm, cảm nhận thời gian trôi. Tôi đã sống ở Hà Nội lâu rồi, nhưng hôm nay tham gia tour du lịch do Hà Nội Cooking Class tổ chức, tôi mới khám phá được sự thú vị của ẩm thực vỉa hè Hà Nội. Tôi rất thích điều này, và nếu như có thể, các bạn hãy xây dựng nó trở thành một sản phẩm đặc trưng cho du lịch Hà Nội. Tour du lịch dạo quanh phố cổ, tìm hiểu ẩm thực là sản phẩm du lịch mới, vẫn còn đang được hoàn thiện. Sẽ hấp dẫn hơn nếu chọn giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hà Nội, gắn với văn hóa nếp sống nơi này, và hợp lý hơn khi phố cổ hoàn toàn trở thành khu vực đi bộ.